Sanjay đã chia sẻ về thất bại gây tranh cãi của anh trước Philip Govic, đồng thời thể hiện quyết tâm tập luyện nghiêm túc hướng đến trận tranh danh hiệu WBO tạm thời của Joe Joyce vào giữa tháng 4 năm 2023. Sanjay từng có được tấm huy chương bạc tại Thế vận hội Bắc Kinh 2008 khi còn thi đấu nghiệp dư. Với 19 lần hạ knockout trong tổng số 24 trận thắng, võ sĩ hạng nặng người Trung Quốc này chấp nhận trận hòa đầu tiên khi so găng với Jerry Forrest vào tháng 2 năm 2021 tại Miami. Sanjay tìm lại hương vị chiến thắng vào tháng 11 năm 2021 khi hạ knockout kỹ thuật Ray Lewis ở hiệp thứ hai. Thậm chí anh còn kết thúc trận đấu sớm hơn khi hạ knockout kỹ thuật Scott Alexander chỉ sau 100 giây vào tháng 5 năm 2022 tại Las Vegas. Vào ngày 3 tháng 1 năm 2022, Liên đoàn Quyền Anh Quốc tế gửi lời mời đến Philip Govic và Luis Ortiz để tham gia các cuộc đàm phán cho trận đấu tìm nhà thách thức bắt buộc của cơ quan quản lý Quyền Anh này. Govic ngay lập tức chấp nhận lời mời, nhưng Ortiz thì từ chối vì chấn thương. Liên đoàn Quyền Anh Quốc tế chuyển sang mời Joseph Parker tham gia vào cuộc đàm phán với Govic, nhưng cũng bị võ sĩ hàng đầu của New Zealand từ chối, cũng với lý do tương tự như Ortiz. Đến ngày 13 tháng 1 năm 2022, Tony Joka nhận lời mời, sau đó bị Liên đoàn Quyền Anh Quốc tế từ chối vì lý do võ sĩ người Pháp này không đủ điều kiện để tham gia thỏa thuận với bất kỳ đối thủ nào khác ngoài Martin Bakule. Vào ngày 26 tháng 1, cả Andy Ruiz Jr. và Marat Gaziev đều nhận được lời mời tham gia đàm phán với Govic, nhưng 5 ngày sau đó cả hai đều từ chối với lý do chấn thương kéo dài. Vào ngày 7 tháng 2, Sanjay nhận lời mời của Liên đoàn Quyền Anh Quốc tế để tham gia đàm phán với Philip Govic. Võ sĩ người Croatia Philip Govic được hứa hẹn chia 60%, tương đương $390,000, trong khi Sanjay được chia 40%, tương đương $260,000. Cuộc so găng dự kiến sẽ nằm trong số các trận đấu phụ cho sự kiện chính giữa Dimitri Bivol và Canelo Alvarez. Tuy nhiên, Philip Govic rút lui vào ngày 2 tháng 5 sau cái chết của cha mình. Cuối cùng, cuộc so găng giữa Philip Govic và Sanjay được đưa vào làm nóng cho sự kiện chính trong đêm 20 tháng 8, thời điểm Oleksandr Usyk tái đấu với Anthony Joshua tại Ả Rập Xê Út. Sẽ có tổng cộng 10 trận đấu phụ để làm nóng cho sự kiện chính, trong đó trận đấu hạng nặng để giành quyền tranh danh hiệu IBF giữa Philip Govic và Sanjay được chú ý. Govic đã trọng lượng 110kg 109g so với 125kg 645g của Sanjay. Philip Govic và Sanjay đều bước vào trận đấu lớn nhất trên võ đài chuyên nghiệp, bởi võ sĩ nào thắng trận đấu này sẽ trở thành thách thức bắt buộc của IBF. Võ sĩ người Trung Quốc nhanh chóng tạo ra cơ hội lớn khi tung đòn tay phải cắt vào gáy đối thủ. Tuy nhiên, võ sĩ người Croatia nhanh chóng đứng lên và đáp ứng yêu cầu của trọng tài. Govic phản ứng tích cực khi trận đấu tiếp diễn với hai đòn tay phải vào càm của Sanjay. Cuộc chiến đôi công duy trì khi Sanjay có những khoảnh khắc chói sáng khiến đối thủ chao đảo lùi vào góc đài. Philip Govic đáp trả với một cú đấm mạnh vào càm Sanjay, nhưng một lần nữa Sanjay cho thấy khả năng chịu đòn cực tốt của mình, đồng thời cố gắng tạo ra những pha tấn công nguy hiểm. Võ sĩ người Trung Quốc chơi bùng nổ ở hiệp đấu thứ 9 với hàng loạt cú đấm, nhưng anh dường như cạn kiệt năng lượng vào thời điểm quan trọng. Một trận đấu khó khăn cho cả Philip Govic và Sanjay, khi cả hai đều có những khoảnh khắc chói sáng, nhưng cũng có những thời điểm khó khăn và gặp nguy hiểm. Cuối cùng, Philip Govic đã được cả ba vị giám khảo đánh giá chơi tốt hơn so với Sanjay thông qua số điểm 115-112, 115-112 và 114-113. Chiến thắng này, Philip Govic trở thành võ sĩ đầu tiên đánh bại được Sanjay trên võ đài chuyên nghiệp. Đồng thời, trận thắng thứ 15 liên tiếp cũng giúp anh trở thành thách thức bắt buộc của IBF. Sau khi thất bại trước Philip Govic, đội Sanjay đã liên hệ với đội Anthony Joshua, đối thủ từng đánh bại Sanjay trên đường chinh phục tấm huy chương vàng Thế vận hội London 2012. Tuy nhiên, đội của Anthony Joshua quyết định chọn Jermaine Franklin trong bước đầu trở lại chinh phục thế giới một lần nữa. Bị Anthony Joshua từ chối, Sanjay quay sang nhà vô địch tạm thời của WBO và được Joe Joyce chấp nhận. Mọi điều khoản trong hợp đồng nhanh chóng được đôi bên thống nhất và thời gian, địa điểm cũng được xác nhận. Trận đấu sẽ được tổ chức tại London vào đêm 15 tháng 4 theo giờ địa phương, khoảng rạng sáng 16 tháng 4 theo giờ Việt Nam. Joe Joyce sẽ đến Manchester cho trận đấu lớn nhất trên võ đài chuyên nghiệp,
khi đối thủ phía trước của anh là cựu vô địch thế giới của WBO Joseph Parker. Joseph và Joseph Parker đều tin rằng sẽ mang đến cho người hâm mộ một cuộc chiến chất lượng. Võ sĩ 36 tuổi người Anh đang có thành tích bất bại với 14 trận thắng liên tiếp. Chiến thắng lớn nhất cho đến nay của Joseph là anh đánh bại Daniel Dubois hồi tháng 11 năm 2020. Joseph cho rằng Joseph Parker sẽ là đối thủ lớn và khó khăn nhất trong sự nghiệp. Joseph đánh giá Joseph Parker khéo léo, có chuyển động đầu tốt, động tác chân tốt. Tuy nhiên, võ sĩ người Anh hy vọng sẽ rất thú vị nếu hạ gục được Joseph Parker. Võ sĩ 30 tuổi người New Zealand được huấn luyện bởi cựu vô địch hạng trung là Andy Lee. Joseph Parker là tay đấm giàu kinh nghiệm, từng vô địch thế giới hồi năm 2016, thời điểm anh đánh bại Andy Ruiz Jr. bằng điểm kỹ thuật. Parker được tạp chí The Ring xếp thứ 3, còn Joseph được xếp thứ 6. Người chiến thắng trong đêm 24 tháng 9 tại võ đài Manchester Arena sẽ có cơ hội đấu với những tên tuổi lớn nhất ở hạng nặng như Tyson Fury, Anthony Joshua, Deontay Wilder hay Oleksandr Usyk. Cuộc chiến giữa Joseph và Joseph Parker vào đêm 24 tháng 9 vì danh hiệu tạm thời của WBO. Vì vậy, người chiến thắng về cơ bản sẽ trở thành thách thức bắt buộc của Oleksandr Usyk. Võ sĩ người Ukraine đang giữ cùng lúc các đai vô địch hạng nặng WBA Super, IBF, WBO và IBO cùng với danh hiệu của tạp chí The Ring. Joseph chủ động áp sát nhưng khó đạt được mục tiêu vì Joseph Parker di chuyển linh hoạt. Đồng thời, võ sĩ người New Zealand cũng bất ngờ phản đòn, khiến trận đấu sôi động ngay từ đầu. Mục tiêu của võ sĩ nước chủ nhà cũng bước đầu đạt được khi Parker dính đòn ở hiệp 2. Joseph tiếp tục chủ động dồn Parker vào dây đài, nhưng võ sĩ người New Zealand hóa giải thành công bằng pha phản đòn. Sau đó, Joseph Parker chủ động tấn công bằng pha liên hoàn, thì anh cũng nhận của Joseph một pha phản đòn nguy hiểm. Cựu vô địch của WBO cố gắng phá sức của Joseph nhưng võ sĩ người Anh không bị cuốn theo. Parker bị Joseph tấn công bằng cú móc liên hoàn và tiếp theo là một đòn vào cơ thể. Trận đấu sôi động khi Parker cũng đáp trả tương xứng. Joseph lại ép Parker vào dây đài với hai đòn vào cơ thể và sau đó là một cú đấm cực mạnh khiến Parker bị thương. Võ sĩ người New Zealand cố gắng phản kháng bằng việc tung những cú đấm mạnh mẽ để hạn chế sức ép của Joseph. Joseph Parker tung đòn cực mạnh khiến Joseph đỏ mặt nhưng võ sĩ người Anh vẫn duy trì khả năng áp sát. Joseph không để Parker có thời gian nghỉ ngơi khi tăng tốc ở hiệp thứ 6. Parker lại bị ép vào góc đài, kèm theo là cú đấm vào cơ thể và một cú móc trái. Joseph Parker liên tiếp dính đòn khi bị ép vào dây đài. Parker cũng cố gắng tìm cách giải dây trước quyết tâm của Joseph, nhưng sức ép lại càng tăng. Một cú đánh phía trên bên phải khiến Parker lại dựa vào dây đài. Cuối cùng, Joseph Parker cũng buộc Joseph giảm nhịp độ tấn công khi tung một cú móc trái và sau đó là một đòn vào người khiến Joseph khựng lại. Tuy nhiên, võ sĩ người Anh thực hiện 3 cú đánh liên tiếp giúp anh duy trì thế tấn công ở hiệp thứ 7. Pha liên hoàn của Joseph khiến Parker bị thương ở mắt phải, thêm một đòn thẳng vào người và một cú móc phải của Joseph khiến Parker quay cuồng trên sàn đấu. Máu chảy ở vết cắt khiến Parker gặp khó khăn. Parker nhập cuộc hào hứng ở hiệp 11, nhưng Joseph vẫn mạnh mẽ với một loạt cú đấm chất lượng. Đòn tay trái khá nhanh của Joseph khiến Parker loạn choạng và ngã xuống góc đài. Dù cố gắng đứng lên để đáp ứng yêu cầu của trọng tài Steve Ray, nhưng mọi chuyện kết thúc với võ sĩ người New Zealand. Có nghĩa là đòn tay trái ở hiệp 11 đã giúp Joseph có chiến thắng lớn nhất trong sự nghiệp, đồng thời chiến thắng thứ 15 liên tiếp giúp Joseph trở thành nhà vô địch tạm thời của WBO. Joseph bây giờ là thách thức bắt buộc của Oleksandr Usyk, người đã từng đánh bại anh tại giải vô địch thế giới hồi năm 2013, khi cả hai còn thi đấu nghiệp dư. Nhưng không chỉ có Joseph, Oleksandr Usyk còn có thách thức bắt buộc khác từ WBA và IBF. Ở tuổi 39, cuộc so găng với Joseph có thể được xem là mục tiêu theo đuổi danh hiệu thế giới cuối cùng của Sanjay. Một chiến thắng sẽ giúp võ sĩ có nickname Big Bang trở thành thách thức bắt buộc của Oleksandr Usyk.